center and my parents. I like to live in the city center and my parents don't. Cái này nên dùng từ bất thì hay hơn. Nhưng bố mẹ tôi không thì hay hơn là cái em. They say the city is too noisy and the air is polluted. I like this bustle and hustle. Không sửa thành bất ạ. My neighborhood has buildings and stores. The residents here almost are commuters. Những cái trạng từ mà nó thường những cái từ này đứng trước động từ này thì nó, vị trí của nó sẽ sau be nhé. They are quite friendly, so my parents allow me to move there. My parents visit me today. I spend time picking them up. Although I avoid rush hour, I come late because I get stuck in a traffic jam. Fortunately, they aren't angry. I like to live in the city center, but my parents don't. I like to live in the city center, but my parents don't. They say the city is too noisy and the air is polluted. They say the city is too noisy and the air is polluted. I like this bustle and hustle. I like this bustle and hustle. My neighborhood has buildings and stores. My neighborhood has buildings. Buildings. Xong chưa đấy? Rồi ạ. The residents here are almost commuters. The residents here are almost commuters. They are quite friendly, so my parents allow me to move there. They are quite friendly, so my parents allow me to move there. My parents visit me today. My parents visit me today. I spend time picking them up. I spend time picking them up. Although I avoid rush hour, I come late because I get stuck in a traffic jam. Although I avoid rush hour, I come late. Rush hour. Đúng rồi, em rush hour là đúng. S nó nối vào hour luôn. Although I avoid rush hour, I come late because I get stuck in a traffic jam. Fortunately, they aren't angry. Fortunately, they aren't angry. Angry. Ba lần cho anh chị đấy. Rất nhiều người đọc chữ này chữ angry nhé. Angry. Fortunately, they aren't angry. I like to live in the city center, but my parents don't. They say the city is too noisy and the air is polluted. I like this bustle and hustle.
My neighborhood has buildings and stores. The residents here are almost commuters. They are quite friendly, so my parents allow me to move there. My parents visit me today. I spend time picking them up. Although I avoid rush hour, I come late because I get stuck in a traffic jam. Fortunately, they aren't angry. I like to live in the city center, but my parents don't. They say the city is too noisy and the air is polluted. I like this bustle and hustle. My neighborhood has buildings and stores. The residents here are almost commuters. They are quite friendly, so my parents allow me to move there. My parents visit me today. I spend time picking them up. Although I avoid rush hour, I come late because I get stuck in a traffic jam. Fortunately, they aren't angry. I like to live in the city center. Mai có đi đâu chơi không? Đi làm anh ơi. Ồ, mai vẫn đi làm mà không được nghỉ à? Thôi đi làm rồi coi như lễ đi đến công ty chơi vậy. Ôi dồi ôi, có được chơi. Nhiều việc á. Kiểu gì chẳng có công ty đồng nghiệp cho tổ chức này, tổ chức kia. Kiểu gì chẳng có ăn chơi. Đó. Ok, đặt câu hỏi cho anh xem. Do your parents like to live in the city center? Hey, em hỏi, do your parents, con bài này về em nhỉ? Nào. Được, được, bắt đầu đoạn này từ bố mẹ em cũng được, câu sau với bố mẹ em. Okay. Do your parents in the city center? Em có biết khác nhau giữa hai cái này, từ nào em hay gặp hơn? Center, center. Hai cái này đều là center nhé, không có nào là center đâu nhé. Center, center. Đều là center rồi anh. Ừ, center hết. Là một từ ấy, không phải hai từ đâu. Em hay gặp từ center, từ thứ hai hơn á. Từ này hơn hả? Ừ. Chắc không? Hay giống nhau ấy, nhìn cứ lá lá. Đã bao giờ, chắc là lá lá nhau, không bao giờ để ý kỹ nó đúng không? Không, nhưng em nhìn cả hai từ này em vẫn đều dịch là trung tâm. Thì đúng rồi. Này cái khác nhau nhé, từ này là của tiếng Anh này, từ này em sẽ ít gặp hơn, từ này gặp nhiều hơn. Ờ, đây này, center, là của tiếng Anh, còn là tiếng Mỹ sẽ là center. Tất cả các đuôi tre của tiếng Anh, tiếng Mỹ sẽ là đuôi tơ. Ví dụ nhé, có từ nữa này, tiết, tre này, là của tiếng Anh này, của tiếng Mỹ sẽ là siết, tơ, tơ này, tất nhiên đều đọc là siết hết nhé. Gặp chữ phim này hoặc là từ mét tre này của tiếng Anh này, tiếng Mỹ sẽ là meter, đều đọc giống nhau hết. Ừ. Nhưng mà viết nghĩa cũng giống nhau luôn. Viết thì viết một Mỹ là tơ, Mỹ thông dụng hơn. Chắc từ này em hay gặp cái này hơn đúng không? Meter. Mà từ này em hay chưa cơ. Là mét ạ? Ờ, là mét đấy. Meter. Kilometer cũng thế thôi. Vâng. Rồi, tiếp. Cái này là của anh của Mỹ, nghe nói lại nhìn. Em không để ý đâu. Center. Để giúp lời sao? Tre là của anh, tơ là của Mỹ. Anh. Đấy, Mỹ là thông dụng hơn. Mỹ thông dụng hơn anh. Cái này ở Mỹ thông dụng hơn. Phim Mỹ nói chung là Mỹ nó chỉ cần dùng điện ảnh nó tấn công, anh là đứt không có cửa rồi. Nên là mình tiếp xúc với tất cả đều là Mỹ hết. Công nghệ thông tin Mỹ, khoa học kỹ thuật Mỹ, phim ảnh Mỹ, thời trang Mỹ. Thế là nó văn hóa mình bị ảnh hưởng, thế tiếng Mỹ nó phải phổ thông hơn, đúng rồi. Gọi là tiếng Anh nhưng mà tiếng Mỹ lại thông dụng hơn. Tiếng Anh và tiếng Mỹ giống nhau anh? Nó chỉ khác một tí thôi. Thứ nhất là về ngữ điệu ấy. Nếu mà xét về cùng một loại ngôn ngữ thì nó là cùng ngôn ngữ cả. Bởi vì là Anh vốn nó là, à Mỹ nó vốn là thuộc địa của Anh mà. Là người Anh người ta sang đấy người ta di cư sang. Thế nên là mới bắt đầu là từ đấy nó mới sinh ra nước Mỹ. Đó, nên là vấn người Mỹ là gốc là sẽ tiếng ngôn ngữ là sẽ là của người Anh. Nhưng vấn đề là sau họ biến đổi sang theo cái ngôn ngữ cho nó thông dụng hơn, dễ dùng hơn. Trong quá trình sống thì nó biến đổi ngôn ngữ dễ dùng hơn.
Nên là nó sẽ có những cái yếu tố khác. Thứ nhất là một số từ ngữ nó viết khác, cái đấy thì rõ rồi. Thứ hai là về cái ngữ âm ấy, cái ngữ điệu, cái giọng ấy. Nó giống như kiểu là tiếng Anh với tiếng Mỹ, nó giống như kiểu là tiếng Bắc với tiếng Nam ấy. Tiếng Bắc mình thì nghe nó là âm chuẩn, tức là âm nó sẽ rõ ràng, dễ nghe. Nhưng tiếng Nam, tiếng miền Nam ấy thì cũng là tiếng Việt, nhưng mà âm thanh nó sẽ bị biến đổi đi, nó không đúng với âm thanh chuẩn nữa. Đó, thì tiếng Anh với tiếng Mỹ cũng thế. Tiếng Mỹ tuy là tiếng học lại nhưng mà nó là tiếng dễ nghe hơn, âm thanh nó rõ ràng hơn vì nó tính dụng cao. Tiếng Anh là tiếng học thuật. Nên là thứ nhất là về mặt từ ngữ là nó khó đã, và thứ hai là cái âm thanh của tiếng Anh nó cũng rất khó. Nhiều vùng ở nước Anh ấy, tiếng Anh không thể nghe được, tức là nó giống như kiểu tiếng Quảng Bình, tiếng Hà Tĩnh của mình ấy, khó nghe lắm đó. Anh cũng không nghe được. Anh nghe được tiếng Quảng Bình khó nghe, anh cũng nghe được tiếng Hà Tĩnh, thì nếu mà hai người Hà Tĩnh Không nói không, với nhau em đang nói là những cái vùng đặc biệt giống như ở nước Anh, em nói anh à, nghe được anh không nghe được, anh không nghe được, người Anh người ta cũng không nghe được mà. không? Thậm chí tiếng Anh Úc ấy, tiếng Anh Úc là nó cũng có vùng, có những cái vùng mà nó nói tiếng nó khác hẳn đi. Ngày xưa ở trên trên TikTok nó hay có cái trào lưu là nó chê tiếng Anh với lại tiếng Anh Úc, mà nó hay mang ra để nó chế, vì cái tiếng Anh cái âm thanh của nó biến hẳn thành cái âm thanh khác rồi đó, nên là người ta không nghe được, người ta chế luôn đó. Cái trào lưu của người nước ngoài họ hay chế tiếng Anh với tiếng Úc để thể hiện cái sự khó hiểu của cái thứ tiếng ngôn ngữ này đó. Nhất là cái trò, nếu mà trên TikTok nó hay có cái trò là water water, cái trò chai nước ấy, không biết là em có biết cái đấy không? Em không biết. À, chắc nếu không có theo TikTok của bên ngoài thì sẽ không biết. Ở trên cái TikTok này nó có cái trò hay lắm, không biết là anh search cái từ khóa đấy không, đâu rồi để xem nào. Water, nó hay chế cái trò này. Hai cái từ này tiếng Anh đọc cũng buồn cười lắm. Đây 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 này, British person in America này, là người Anh ở Mỹ này, nghe thử tiếng Anh của họ xem. Morning. Is that a British accent? Em không nghe được. À, quên quên quên. Cái What is this? Bottle of water. Say it again. 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 Đây, anh gửi cho cái link này xem thử cái giọng của họ này. Người Mỹ họ hay chế ra cái trò trêu cái giọng Anh này. Kích vào, có TikTok ở trên này, chắc là trên máy có tính ứng dụng TikTok đúng không? Vâng, chắc chắn là phải có rồi. Đấy, nghe thử xem. Họ hay chế cái giọng lắm. Bottle of water, cái tiếng chai nước, bottle of water. Một cái đó. Đây, ông này, ông chuyên chế cái này. Đấy đấy. Ông này ông chế thành một thương hiệu chai nước luôn. Ông ấy bán cái thương hiệu nước này luôn, là bottle of water. Nhìn cái video này này. You can't see it. Mr. Chooks, it looks pretty clear to me what this is. I've had enough of your lies. Tell me the truth. You can't handle the truth. Every time I say it, you guys go crazy. I've tried saying an American accent, a British accent, fast, slow. I've even tried singing it. But for some reason, you guys are obsessed. I don't understand it. Whoa, whoa, whoa. There you go. You happy? A whoa, whoa, whoa. Ok. Tiếp nhá. Vâng. Ok. Đâu nhỉ? Vừa cái gì mà anh sang tận đến cái chỗ đấy nhỉ? À, tiếng Anh với tiếng Anh Mỹ. Khổ quá. Center. Rồi, câu 2. Why do your Thế bây giờ cái này parents? là tiếng Anh hay tiếng Mỹ nào? Tiếng Mỹ. À, đúng rồi, tiếng Mỹ. Chỉ cần tiếng Mỹ mà. Why do your parents Why don't your parents money? Why don't your parents Like like to live live in in the the city. city? Anh ơi. Ví dụ như câu trên,
sau khi mình trả lời là bố mẹ tôi thì không thích, thì mình có hỏi là why do your parents don't like that được không anh? Được. Được à? Thích việc đó được mà. Thôi thì rát nhé. Rồi thôi vâng. Anh tách ra để tí có thể anh sẽ phải tách cả câu này lẻ ra mà. Vâng. Để anh hỏi phần sau phần xạo. What do you like? Không, cái này phải là why do you like to live in the city? Em thích cái sự ồn ào tấp nập này đúng không? Vâng. Cái này chính là ồn ào tấp nập ở thành phố đấy, bustle and hustle này. Thì vì em thích thành phố vì thích cái sự ồn ào tấp nập của nó đúng không? Why do you like? Thế vào Huế rồi thì thích Huế hơn hay thích Hà Nội hơn? Vẫn thích Hà Nội hơn chị ạ. Ừ. Why do you like to live? Huế buồn. Huế phải gì nhỉ? Người nào thích sống nội tâm, thích sống không thích ồn ào, xô bồ. Hướng nội. Huế buồn lắm. Tối mà đi chơi buồn dã man luôn. Đã thế nó còn để cái đèn đường nó mờ chứ. Nó càng buồn hơn. Có khi em vào lúc nó còn sau bão, nó còn không có đèn nữa. Không, em có đi đâu, em chỉ ở mỗi cái phố Tây lúc nào nó sáng trưng. À, không đi vào Đại Nội vào buổi tối à? Không. Ôi vào vậy Đại Nội buổi tối nó buồn thế thảm luôn. Em thấy bảo là cái cổng Ngọ Môn buổi tối nó bật đèn đẹp lắm, định đi nhưng mà mọi người không đi. Ừ. Trong cái quanh đấy nó đặt cái đèn lồng ma là mờ vàng vàng ấy, nó mờ ảo ảo. Người thì thi thoảng nó lác đác một vài người đi, trời ơi. Đúng là người thành phố họ về đấy chắc là họ không chịu đựng được. Nó phải người nào mà chắc là chán cảnh xô bồ rồi về đấy một thời gian ăn dưỡng. Những người nào mà ở thành phố quen thì có khi về đấy gọi là đến về chơi, về nghỉ ngơi, về du lịch thì được, về sống luôn chắc không quen được. Huế cái nhịp nó chậm quá, nó buồn quá. Ôi mà nhiều Huế nó còn không có dạp chiếu phim nữa. Chắc phải có chứ. Anh không nhớ được, anh bảo anh có tìm dạp chiếu phim không? Không đi đi cả thành phố ấy anh không thấy cái chỗ nào. Không thấy chỗ có dạp chiếu phim hay sao? À không, cái bên kia, bên chỗ phố Tây thì anh không đi. Bên ấy cũng đi quanh nhưng mà không biết có gặp không. Anh đi cả thành phố Huế rồi ạ. Thành phố Huế nó bé này. Ờ, nó bé mà. Đợt anh đi du lịch bụi trong đấy cơ. Có một lần vào Huế này anh đi du lịch bụi, mấy lần đi du lịch, còn mấy lần, một lần là vào đi bụi. Đi bụi là khoác mỗi cái ba lô ấy. Đi một mình. Rồi đi một mình, đi bụi xong rồi gì nhỉ, mang cả lều trại đi ngủ luôn. Rồi anh vào Huế xong hôm anh nhớ trời mưa, ông chúi xuống chân cầu Trường Tiền ấy, gặp bác Xích Lô. Xong rồi hai bác ra uống rượu, bác rủ ra uống rượu mà. Thế là cũng ra ngồi chơi. Ngồi chơi xong bác bảo là hai bác cũng phải còn tiền, mày có tiền không, bác đi mua cho món này đặc trưng Huế luôn. Thế là đưa tiền bác đi mua. Xong rồi về ba bác uống rượu xong rồi bác ấy cho anh một mình một cái xích lô, hai bác đạp xích lô mà. Bác cho anh một mình một cái xích lô, cho mình mượn xích lô với đạp đi chơi. Thế xong rồi chiều tối là đạp ra thì bác ấy gì nhỉ? Bỏ đạp ở nhà bác mà ngủ. Thế về nhà bác ấy ngủ. À đấy là cái chuyến đấy là đầu tiên anh đi vào Quảng Bình ấy nhá. Hôm ấy anh đi xe từ Hà Nội vào, anh đi vào Quảng Bình thì anh dừng lại. Nhưng mà cái anh ở trên xe, anh ấy đi vào Huế, anh bảo thế thôi, mình vào Huế chơi đi. Vì lúc anh đến Quảng Bình là 3-4 giờ sáng, chứ giờ 3-4 giờ sáng làm gì để ở Quảng Bình bây giờ. Thế là anh ở Huế, anh bảo thế thôi vào Huế đi. Thế là vào Huế. Đấy, thế là vào Huế, xong rồi về nhà anh ăn sáng uống cà phê, xong rồi đi bụi. Lang thang khắp nơi. Kiểu người ta tin người lắm nhé. Mấy cái chỗ công cộng người ta toàn để là mình tự giác trả tiền thôi, chứ chẳng ai đấy ở đấy mà canh cả. Ví dụ như mấy cái chỗ mà cho cá ăn thì phải mua thức ăn cho cá, người ta để cái hộp ở đấy. Tự lấy thức ăn xong rồi tự cho tiền. Cái chỗ hôm tây em ở cũng thế, trong tủ lạnh nó tự để đồ đấy, xong rồi có một cái hộp tiền ở bên ngoài hoặc là cái mã QR code chuyển khoản. Nó bảo là khách dùng gì thì tự chuyển khoản. Nói chung là thực ra cái vì ở ngoài Bắc mình nó sống, nó điều kiện sống từ thời chiến tranh xong rồi cái môi trường sống nó khắc nghiệt, con người ta cũng khắc nghiệt, dần dần người ta tính toán kỹ hơn. Chứ còn nếu mà cứ vào sâu trong Nam thì con người ta nó ít phải khổ hơn ý. Chứ từ miền Trung hất về miền Bắc, từ khoảng Hà Tĩnh, Thanh Hóa, từ chỗ em hất về
hất lên ấy, thì điều kiện sống nó sẽ khắc nghiệt hơn với ở miền trong. Nên là ở những người miền trong cái đời sống họ dễ hơn ấy. Nên tính tình họ cũng cũng kiểu như vậy, tính tình dễ chịu hơn, rồi cũng người ta cũng tin người hơn. Những người miền Bắc của mình thì cái đời sống của mình nó khó khăn từ ngày xưa ấy. Nên là con người người ta cũng phải tính toán kỹ hơn, không tin người được kỹ hơn, vào trong đấy cảm thấy sướng. Mình đa số vào trong đấy sống được chứ người trong đấy ra ngoài này khó sống lắm, không chịu được cái dễ nhất, không chịu được khí hậu lắm. Không chịu được. Đây bây giờ đang mùa thu đây, cô sắp cuối thu rồi đây, trời vẫn nóng. Đấy, cho em nay nóng không? Chắc nóng đúng không? Nóng Ở trên đấy toàn nhà không thì trời này là chắc chắn nóng rồi, có khi tối vẫn phải bật điều hòa ấy, có bị bật không? không, em còn chẳng bật quạt ấy. Thế Em hay bị lạnh, thân nhiệt của em nó không bình thường. lạnh à? Nhưng em đang ngồi không mà em có bật quạt đâu. Ủa, thế thì thân nhiệt của em nó thấp đi chứ. Vâng. Mùa hè có bị toát mồ hôi nhiều Em á, không? ví dụ như ngồi một chỗ thì không, còn đi ngoài nắng thì cũng bị, em cũng là đứa nhiều mồ hôi đấy. Đi ngoài nắng. Nói chung là mùa hè ở trên đấy thì cũng vẫn khổ. Nó đã bình thường không? Nó đã nóng hơn chỗ khác rồi. Nhiều cái tông quá, nóng quá. Nhưng mà trời này mà em không bật quạt là chứng tỏ thân nhiệt thấp ấy. Trời này cũng nóng ấy, không phải không đâu. Anh cảm giác hôm nay khá oi và anh bảo là Cái không biết phòng của em khoáng xong mở cửa sổ mát nên là cũng không à, cần, có cửa sổ nếu như mát à? cái gì vẫn nóng. Có cửa sổ mát rồi, hôm có không khí trời nhất rồi đấy. Thì đấy có chỗ nào là có không khí trời nó vào nó sướng rồi. Sợ nhà nó sát nhau, không có cả ánh sáng ở trong phòng nữa, chứ đừng có nói không khí đấy. Nhà nó dày quá. Ok, tiếp câu 4 nào. Câu 4. What are there in your neighborhood? À, thêm một cái nữa là tiếng Anh mà các cái nào mà gì nhỉ? Từ gì nhỉ? Neighbor này. Cái gì chứ? Neighbor. Tiếng Anh là như thế này. Cái OUR cuối này thì người Mỹ sẽ thành OR này. Ngày xưa em vẫn nhớ cái từ này là hàng xóm nhỉ, Đúng rồi, hàng xóm. Thì hàng cũng là xóm hàng thì xóm. khu khu mình sống thì nó cũng gồm cái này. Thực ra là cái từ neighborhood này nhé, nếu em tra nó sẽ là cái khu lân cận Khu lên đây này nhé. Đâu rồi? à, neighbor Đây, là người vật xóm ở cạnh có thêm người anh hàng ơi. xóm người ơi. Neighbor và À neighborhood quên, nó khác nhau đúng không? neighborhood cơ mà, đang định tra neighborhood mà. Thế Ok, còn này neighbor cô. này. Đây, hàng xóm láng giềng, tình hàng xóm, vùng lân cận. Đây, nếu mà dịch theo nghĩa này nhé, nó chỉ là nếu mà với mình cái khái niệm vùng lân cận có nghĩa là không phải vùng mình sống đúng không? Vâng. Cùng nó cạnh mình thôi. Cái định nghĩa của cái neighborhood này là một cái Khu vực. khu vực của một tòa nhà hoặc một thành phố. Đó, chứ không phải là một cái khu vực lân cận của một tòa nhà hoặc một thành phố. Nên là cái khu này nó chỉ biết là cái khu mình sống thôi, nó dịch là cái khu nhưng mà định nghĩa là cái khu mình sống đó. Đây cái giờ neighborhood là cái khu quanh bạn đây này, cái khu vực quanh bạn hoặc là quanh một địa điểm cụ thể, những người mà những con người người ta sống ở đấy đó. Nên là cái này dịch cái này mới đúng, nên là gọi là khu vực mình sống. Tiếp. Who are the resident here? What are the resident like? Vẫn nhớ câu này hả? Tốt. Who visit you today? Do you pick them up?
Why do you come late? À, dễ angry. Tại vì em hỏi trước, đặt câu trước mà. Đặt rồi hả? Vâng. Tại nào nhanh thế? Anh đang nâng cấp cho tí mà anh ngoã ra. Đọc đặt rồi. Em chắc là không thay đổi đoạn văn nữa nên em đặt luôn. Rồi anh hỏi này. Do your parents like to live in the city center? I like to live in the city center, but my parents don't. Do your parents like to live in the city center? I like to live in the city center, but my parents don't. Why don't your parents like to live in the city center? They say the city is too noisy and the air is polluted. Why don't your parents like to live in the city center? They say the city is too noisy and the air is polluted. Okay. Do your parents like to live in the city center? I like to live in the city center, but my parents don't. Do your parents like to live in the city center? I like to live in the city center, but my parents don't. My parents don't. Parents don't. Why don't your parents like to live in the city center? They say the city center is too noisy and the air is polluted. Why don't your parents like to live in the city center? They say the city is too noisy and the air is polluted. Why do you like to live in the city center? I like this bustle and hustle. Bustle and hustle. Why do you like to live in the city center? I like this bustle and hustle. What are there in your neighborhood? My neighborhood has buildings and stores. Why do you like to live in the neighborhood? What are there in your neighborhood? My neighborhood has building and store. Why do you like to live in the city center? I like this bustle and hustle. Why do you like to live in the city center? I like this bustle and hustle. What are there in your neighborhood? My neighborhood building and store. Has building and store. What are there in your neighborhood? My neighborhood has building and store. Okay. Anh hỏi 4 câu này. Do your parents like to live in the city center? I like to live in the city center, but my parents don't. Why don't your parents like to live in the city center? They say the city is too noisy, and the air is polluted. Why don't your parents like to live in the city center? Why don't your parents like to live in the city center? They say the city is too noisy and the air is polluted. Why do you like to live in the city center? I like this bustle and hustle. Why do you like to live in the city center? I like this bustle and hustle. Gì nữa nhỉ? What are there in your neighborhood? My neighborhood has building and store. Câu 5. Who are the residents here?
The resident here are almost commuter. Who are the resident here? The resident here are almost commuters. What are the residents like? They are quite friendly, so my parents allow me to move there. What are the residents like? They are quite friendly, so my parents allow me to move there. Okay. Allow me to move there. Câu đầu tiên là what are who are the resident here? The resident here are almost commuters. Who are the resident here? The resident here are almost commuters. Okay. So what are the resident like? They are quite friendly, so my parents allow me to move there. Okay. What are the resident like? They are quite friendly, so my parents allow me to move there. Bảy tám. Who will visit you today? My parents visit me today. Who visit you today? My parents visit me today. Okay. Do you pick them up? I spend time picking them up. Do you pick them up? I spend time picking them up. Who will visit you today? My parents visit me today. Who will visit you today? My parents visit me today. Do you spend time picking them up? I spend time picking them up. Do you spend time picking them up? I spend time picking them up. Okay, hỏi 4 câu này. Who are the residents here? The residents here are almost commuters. Who are the residents here? The residents here are almost commuters. So, what are the residents like? They are quite friendly, so my parents allow me to move there. Who will visit you today? My parents visit me today. What do you spend time picking them up? I spend time picking them up. Okay. Hai câu cuối. Do you pick them up? You spend time đâu? Why do you come late? Although I avoid rush hour, I come late because I get stuck in a traffic jam. Why do you come late? Although I avoid rush hour, I come late because I get stuck in a traffic jam. Okay. Are they angry? Fortunately. Đúng rồi nhỉ? Fortunately, they aren't angry. Are they angry? Fortunately, they aren't angry. Okay. Why did you come late? Although I avoid rush hour, I come late because I get stuck in a traffic jam. Why did you come late? Although I avoid that cell, I come late because I get stuck in a traffic jam. So are they angry? Fortunately, they aren't angry. Are they angry? Fortunately, they aren't angry. Okay. Anh hỏi lại tất cả câu này. Vâng. Do your parents like to live in the city center?
I like to live in the city center, but my parents don't. So why don't your parents like to live in the city center? They say the city center is too noisy. The air is polluted. So it's polluted. Why do you like in the city? In the city center. I like this bustle and hustle. Tiếp theo nó còn câu gì nữa không? What are there in your neighborhood? My neighborhood has a building and store. Who are your neighborhood? The resident here. Are the resident here chứ nhỉ? The resident here are almost commuter. What are the resident like? They are quite friendly, so my parents allow me to move there. Okay. Allow me to move there. Who will visit you today? My parents visit me today. Do you pick them up? I spend time picking them up. Okay. Why do you come late? Although I avoid rush hour, I come late because I get stuck in a traffic jam. Okay. Are they angry? Fortunately, they aren't angry. Rồi, cái chuyện này nghe nào. I like to live in the city center, but my parents don't. They say the city is too noisy. The air is polluted. I like this bustle and hustle. My neighborhood has building and store. The resident here are almost commuter. They quite friendly, so my parents allow me to move there. My parents visit me today. I spend time picking them up. Although I avoid rush hour, I come late because I get stuck in a traffic jam. Fortunately, they aren't angry. Okay. Một lần nữa đi. I like to live the city center, but my parents don't. Live they... in the city center. Em thiếu in à? I like to live in the city center, but my parents don't. They say the city is too noisy and the air is polluted. I like this bustle and hustle. My neighborhood has building and store. The residents here are almost commuter. They are quite friendly, so my parents allow me to move there. My parents visit me today. I spend time picking them up. Although I avoid rush hour, I come late because I get stuck in a traffic jam. Fortunately, they are angry. Rồi, em hỏi thêm một số câu này. Do you live in the countryside? No, I don't. Do you live in the city? Yes, I do. Do you like to live in the city? I like it. Why do you like to live in the city center? Because I like bustle and hustle. Do your parents like
Do your parents live in the city? No, they don't. Why do your parents live? My parents live in the countryside. Do your parents like to live in the city center? No, they don't. Why do they let Dad? Why do they let you live in the city center? Because my neighborhood. Because the resident of my neighborhood are friendly. Almost commuter. Okay. Do you live in a building or in a house? Do you live in a building or in a house? I live in a building. I live in a building. What are there in your neighborhood? There are building and store. Do you often go to the stores? Yes, I do. Who are there in your neighborhood? My neighborhoods are almost commuter. Do you like your neighborhood? I like them. I like them. Are they friendly? They are friendly. Who will visit you today? My parents visit me today. Do your parents stay with you in the city? My parents stay with me in the city someday. For some days. Okay. Do you pick them up? I spend time picking them up. When do you pick them up? Lúc nào được chị? Em sau giờ làm thế. Không, tại vì em nói là tránh giờ cao điểm rồi mà. Thì em trả lời thế nào trả lời. Em đang nghĩ là giờ nào. Nếu như không phải là sau giờ làm, tại vì em biết trước mỗi là giờ cao điểm đi. Cao điểm. I picking them up before rush hour. Why do you pick them up before rush hours? Because I get stuck in a traffic jam. I can get stuck in a traffic jam. Có thể. I can get stuck. Why do you pick them up before rush hour? Because I can get stuck in a traffic jam. Okay. Do you get stuck when you pick them up? Yes, I do. Do you come late? Yes, I do. How do they feel? They are angry. How do you feel when you come late?
Em trả lời là họ không nổi giận rồi mà. Câu đấy không được. How do you feel? You feel. À, you feel. I feel quite. Làm sao ta? Đi muộn thì bực mình. Đến muộn. À, I feel quite worried. Ok, quay qua đi cũng được. Còn có từ bực mình là annoy cũng được. Annoy. Nhưng mà worry hay worried anh nhỉ? Em nhớ là worried mà đúng không? Có worry ED. Được. Worry là gì nhỉ? Có đuôi ED đấy nhá. Vâng, thì đã worried. Em đọc là gì ạ? Hay worried. Worried. Nhưng mà em là từ worry có ED đấy. Ờ, worry có ED đúng không? So, do your parents angry? Do your parents get angry? Get angry à? Sao lại có từ get này? Get là trở nên tức giận đấy. When they see you. No, they don't. Okay. Rồi, sang bài tiếp theo đi. Xong rồi chỉ đường nhá, anh hỏi đường trước đi. Lên Hồ Gươm Tây hỏi mới được mà chỉ. Ừ, đúng rồi đấy. Hôm qua, chú bảo vệ chỗ em. Có một cái anh chắc là người Trung Quốc. Anh đang lôi điện thoại ra xong vào phần Google dịch. Anh hỏi chú ấy. Chú bảo Phương không nói được tiếng Anh. Bảo không, cháu rớt lắm. Chạy đi luôn. Chết mất, em vẫn sợ người nước ngoài lắm anh ơi. Vấn đề đây đầu tiên không phải vấn đề là nói được hay không, mà vấn đề là tâm lý. Tâm lý vẫn sợ. Em phải tiếp xúc. Nói chung là khi nào mà em có một cái nền tảng rồi thì em sẽ phải tiếp xúc với người tiếng Anh, với người nước ngoài khoảng một tuần để em quen với cái tâm lý là nói chuyện với họ cũng bình thường. Thông thường thì mình không có cái tâm lý mình nói chuyện mình hay bị sợ. Sợ là sẽ quên hết, chả nhớ cái gì mà nói. Khổ. Ok. Rồi anh hỏi này. Hỏi đường. Ask for direction. Chỉ đường. Give directions. Ngân hàng. Bank. Cà phê, quán cà phê. Cà phê. Bệnh viện. Hospital. Đường. Road. Phố. Street. Đường đi, lối đi. Way. Quá. Qua quá. Path. Past. Bên trái. Bên trái. Left. Bên phải. Right. Xuyên qua. Xuyên qua. Through. Về phía. A walk. To walk. To walk. Quay lại. Turn back. Đi thẳng. Go straight. Đi dọc theo cái gì? Go along something. Đi qua cái gì? Go past something. Đi đường này. Take this road. Qua đường. Cross the road. No, bên trái. Is he on the left? No, bên phải. Is he on the right? Nó đằng trước. It's in front of you. Bạn có thể chỉ đường cho tôi biến xe được không? Could you tell me how to do could you tell me how to get to station bus station. Ok, chỉ cho anh một số đường cơ bản này. Đi thẳng rẽ trái. Đi thẳng rẽ trái ạ? Ừ. Go straight and turn left. Rồi, đầu tiên đi thẳng, sau đó rẽ phải. Đầu tiên đi thẳng, sau đó rẽ phải à? Ừ. Đầu tiên. Đầu tiên là first. Sau đó là then. First go straight, then turn right. Nó ở trước mặt bạn.
Nó ở trước mặt bạn. Is is in front of is in front of you. Rồi nói lại cho anh cả câu này, đầu tiên đi thẳng, sau đó rẽ trái, nó ở trước mặt bạn. First go straight, then turn sau đó rẽ trái, anh lúc nãy anh bảo rẽ phải mà. Đầu tiên đầu tiên đi thẳng, sau đó rẽ phải. Nó trước mặt bạn. Nó trước mặt bạn. First go straight, then turn right. It's in front of you. Okay. Đi tiếp qua đường. Nó ở bên trái. Keep going cross the road. It's on the left. It's on the left. Rồi, bây giờ bắt đầu chỉ đường này. Đâu này? Map đâu rồi? Xem cái phần mềm xem ảnh mới của Win 11 nó ra gì. Ok. Rồi, bây giờ anh đang ở đây. Anh muốn đi đến bưu điện. Đầu tiên hỏi đường cho anh đã. Đầu tiên hỏi đường. Could you tell me how to get to the post office? Đúng rồi. Nào nói cho anh từ mũi tên đỏ này thì đi nào để đến được cái bưu điện. First. Tiếng Việt trước, chỉ đường bằng miệng trước đã để nghe xem tình hình này. Đầu tiên đi thẳng, sau đấy rẽ trái. Nó ở bên phía tay phải bạn. Thẳng, rẽ trái, nó phải chuẩn, chỉ đường. Bên phía tay phải bạn. Ôi, first. Đầu tiên đi thẳng thì cứ nói là first go straight hay là đó first đó. You go straight anh. Không có gì. Đây là mệnh định thức, không còn chủ ngữ. First go straight. And then turn left. It is on from nó ở bên phía tay phải bạn đúng không nhỉ? Ừ. Nó ở bên phía tay phải bạn. Bên phía tay phải. Nói như nào anh? On the right, câu it's on the right. Nó ở bên phía tay phải, nhưng em nói là bên phải, bên tay phải của bạn. Thế thì on your right, còn không thì on bên phải thôi. In the on the right thôi. It is on the right. Lại nhá. Vâng. Before go straight, then... Before đâu? First. First go straight, then turn left. It's on the right. Hmm. Hỏi cho anh đường đến quán cà phê xem nào. Quán cà phê. Anh ơi, nhưng sao lại là could you tell me mà không phải là can you tell me anh? Hay đấy. Nói chung là hỏi, toàn hỏi đúng chỗ. Nào trong tiếng Anh nhá, nó có một cái kỹ thuật như thế này là kỹ thuật nói lịch sự. Anh nói, anh với em nói chuyện bình thường thế này thì không cần lịch sự. Nhưng mà khi em nói chuyện với sếp hoặc là khi em nói chuyện với người lạ thì em phải cần lịch sự. Thì trong tiếng Anh nó có một kỹ thuật lịch sự này, em chuyển tất cả các trợ động từ từ dạng hiện tại về dạng quá khứ. Can thì sẽ chuyển về dạng quá khứ của nó là could. May thì sẽ chuyển về dạng quá khứ của nó là might. Will thì sẽ là would, đúng không? Yeah. Will thì sẽ là would. Đó. Ví dụ là can you open the door thì chuyển thành could you open the door, nó sẽ lịch sự hơn. Yeah. May I sit here thì sẽ might I sit here, sẽ lịch sự hơn. Ví dụ như là will you, ví dụ cậu làm gì nhé nhỉ? Will you stay here? Từ will nó còn nghĩa là nhé nhé. Will you stay here? Will này là sẽ, nó còn có nghĩa thứ hai là nhé. Nếu mà đề nghị khác thì would you stay here chẳng hạn. Đó, từ đấy nó sinh ra là cái would you like ấy. Là bạn có muốn thì nó sẽ lịch sự hơn là what do you want? Do you want? Đó, đó. Thì sẽ chuyển thế này. Một số trường hợp em thấy nó có cái dạng như này, em có bao giờ nhìn thế này không? I'd like some milk chẳng hạn, tôi thích một chút sữa. Từ út. Nó chính là I would like. Đó. Thì nó dùng này nó sẽ lịch sự hơn. Được chưa? Vâng.
À, chuyển các dạng về quá khứ. Nó còn dạng lịch sự hơn nữa của cái này, nhưng mà thôi chả cần nữa đâu. Đầu tiên nhá, thôi hai dạng này đã đủ lịch sự lắm rồi, thêm nữa làm gì. Rồi cho nên là sẽ dùng code, em dùng can được, không vấn đề gì cả. Vâng. Nhưng mà dùng code cho lịch sự người lạ, code. À, hỏi cho anh lại cái quán cà phê xem. Could you tell me how to get to the cafe? Ok. Chỉ đường. Từ vị trí mũi tên đỏ. Đi thẳng, rẽ trái, băng qua đường. Băng qua đường, đi Cơ, thẳng. cái đoạn đấy, cái đoạn River Road có cần phải băng qua đường hay là cứ đi thẳng thôi? Em đây em phải đi qua một ngã tư. À, đi qua ngã Qua ngã tư. tư, đúng không? Nó bên Rồi. phải. Đi qua ngã Xin mời chỉ đường. tư. Cho to lên tí. Intersection. First go straight, then turn left. Sao lại xem tiếp vậy? Không, một gen thôi. First go straight, turn left. Hoặc là After first này, then first, này, after that then này. Hoặc là first, second này, after that này. Đấy, cứ đổi các cái từ đấy vào để mà nói. First go straight, then turn left. After that, bằng à đi qua ngã tư, đi qua past the go past the intersection. Intersection. Go past intersection. Go past the intersection. Go past the intersection. Đây là mình có bản đồ thì mình mới là gì đấy nhá. Còn nếu mà hai người ví dụ đang đứng ở đây để hỏi đường ấy, thì em sẽ là go past an intersection, đúng không? Thì không biết. Còn nếu đây có bản đồ thì mình chỉ trên bản đồ. À đây này, đi thẳng này, rẽ trái này, đó, đi qua cái ngã tư này này, cái gì intersection này, nó bên phải. Sau người ta cứ theo bản đồ người ta đi thôi. First go straight, then turn left. After that, go past in the in the go past the intersection. The intersection. Go past the intersection. It's on the right. Đúng rồi, it's on the right. It's on the... Bây giờ khó hơn này. Đi thẳng rẽ trái ở đường Garden Road này. Sau rồi đi gì nhỉ? Qua đường River Road, nó ở bên phải. Nói như này. Đi thẳng, go straight. First go straight, then turn left. Ở đường on at Garden Road. At. Ừ. First go straight, then turn left at Garden Road. After that, go past the inter đi qua đường River Road. Đi qua. Go past the River Road. River Road thôi, nó dành từ riêng mà. Sao có go past, go past River Road. It's on right. It's on the right. It's on the right. Lần nữa, cái này phải chỉ là phản xạ luôn đấy. First go straight, then turn left at Garden Road. After that, go past River Road. It's on the right. Tập đọc đấy hả? Go straight này. Turn left at Garden Road này. Go past River Road này. It's on the right. Mấy câu này đều học hết rồi mà. Em chậm lắm. Chậm mình phải tập nó nhanh này. Lại. First go straight, turn left at Garden Road. After that, go past River Road. It's on the right.
Chậm cái gì mà chậm? Rồi rồi, đường cho những trường học nào. Trường học. Could you tell me how to get to the school? Ừ, chỉ đường. Chỉ đường. It's on the right. It's right there, nó ngay kia kìa. On the right đấy. It's right there, ngay đó. Hoặc là ngay đây cũng được, right here, it's on the right. Rồi. Anh muốn đi đến hospital này đi như nào đây? Hospital. Could you tell me how to get to the hospital? Rồi, tiếng Việt. Đoạn này thì đi chắc như vừa nãy đúng không? Vâng. Rồi từ đây đi như nào nữa nào? À, cứ nói lại đi anh xem định đi như nào đó. Nãy mình có mấy cái... Đi thẳng, rẽ trái là đường ga, đường Garden. Sau đấy rẽ phải đường River Rose. Đúng không? Đó, bên phía tay trái. Rẽ phải đường River Road. Cụ thể hơn tí nữa đâu. Rẽ đi qua quán cà phê. Ok đúng rồi. Đi qua quán cà phê. Nó bên trái đúng rồi đấy. Thế bây giờ anh à mà thôi cứ chỉ đường cách đấy đi, anh tí anh đổi ra cách khó hơn. First go straight, turn left at Garden Road. After that, turn right at River Road. Go past the cafe. It's on the left. Đúng rồi, một lần nữa. First go straight, turn left. À, first go straight, then turn left at Garden Road. After that, turn right at River Road. Go past the cafe. It's on the right. It's on the left. Bây giờ anh muốn nói là rẽ trái ở ngã tư thứ nhất, rẽ phải ở ngã tư thứ hai. Xong rồi đi thẳng, nó bên trái. À đi tiếp đi, đi thẳng thì dùng nhiều quá đâu. Đây nhá, rẽ trái ở ngã tư thứ nhất đúng không? Vâng. Rẽ phải ở ngã tư thứ hai. Đi tiếp, nó bên trái. Đấy, diễn đạt cho anh xem nào. First go straight. Không, turn... bỏ cái go straight đi, rẽ phải trái ngã tư thứ nhất này thôi. Có phải first không anh? Có chứ. First, turn left. Dùng từ nối kiểu gì cũng được, miễn là nối hay ý là nó nhau được. First, cứ... turn. Rồi nó đi. First, turn left at in the first intersection. In the first. Like, in the first intersection. Then turn. Đâu cái gì nhỉ? At the first intersection nhé. At the first. Turn left at the first intersection. Rẽ trái ở ngã tư thứ nhất. First turn left at. Thế thì bỏ first đi. Turn left at the first intersection. At the first intersection. Then turn right at the second intersection. Keep going. It's on the left. Rồi lại lần nữa. Đúng rồi. Turn left at the first intersection. Then turn right at the second intersection. Keep going. It's on the left. Rồi. Anh muốn đi từ đây đến ngân hàng. Hỏi đường trước. Ngân hàng. Could you tell me how to get to the bank? Nói đường đi tiếng Việt. Đi thẳng, rẽ trái đường Garden Road. Rồi đường đi đường này đi nó xa, đi đường này nó gần. Đi xuyên qua công viên này. Đi cái đường kia dễ nói hơn anh ơi. Đi xuyên qua công viên à? Go through. Đi xuyên qua.
đi thẳng xuyên qua công viên. Đấy nhá, đi thẳng này, đầu tiên đi thẳng này, qua đường này, đi qua xuyên đường. Qua công viên này, thì nó sẽ trước mặt em này. Đi thẳng chỗ này có gọi là ngã tư không anh? Vẫn là ngã tư đúng không? Thôi bỏ đi, đi thẳng đi, dùng từ qua đường đi. Road the road. Đi thẳng qua đường, đi xuyên qua công viên, nó bên phía tay trái. Nó trước mặt đi. Nó trước mặt. It's in front of in front of you. It's in front of you. Nói cho anh. Nói đi. First go straight, then cross the road. After that, đi xuyên qua, go through the park. It's in front of you. À, bỏ cái first đi xem nào. Go straight, then cross the road. After that, go through the park. It's in front of you. Ok, it's in front of you. Từ chỗ mũi tên xanh, anh muốn đi đến đến đâu bây giờ nhỉ? Toy shop. Toy shop. Toy shop là cửa hàng đồ chơi ấy. À đây, từ shop này là của tiếng Anh nhé. Người Mỹ thì họ sẽ dùng chữ store. Shop. Từ mũi tên xanh đến toy shop. Could you tell me how to get to the toy shop? Đi thẳng. Sau đấy sẽ phải. Cái này sẽ phải ở đâu đấy, nó cụ thể hơn, hơi khó. Nó đi tận Market Street hoặc đi Garden Road nó mới dễ chứ. Đi thẳng rẽ phải ở đường High Street. Đi qua Pet Shop. À, không nhá, đi thẳng rẽ phải xong rồng cho anh đi dọc theo đường High Street. Đi dọc theo đường High Street. Cái Toy Shop nó ở bên phải, ở giữa hàng quần áo và hàng thú cảnh. Rồi. Hai cái thôi, nó bên phải, xong rồi between cái này với cái này. Between A and B, thế thôi. Clothes shop and pet shop. Go straight. Go straight, then turn right. Đi dọc theo đường High Street. Go along something, go along High Street. It nó bên phía tay phải. It's on the right between clothes shop and pet shop. The clothes shop and pet shop. The clothes shop and pet shop. Rồi lại này. Go straight and turn right. Go along High Street. It's on the right between the clothes shop and pet shop. Rồi anh đang là cái ông đi xe đạp này nhé. Anh muốn đến camera shop làm. Đến camera shop. Em có phải hỏi đường không? Có. Hỏi cho thằng quen mồm. Could you tell me how to get to the camera shop? Chỉ đường. À. Bằng tiếng Anh luôn đi. Anh xem đường đó mới nè. Go straight. Go straight. Đi thẳng có nói theo, đi dọc theo đường High Street không anh? Tùy em muốn nói là nói. Nói bằng tiếng Anh mà. Go straight and go along High Street. Then then. Thế bây giờ nhá, anh này em bảo là đi dọc đường High Street cho tới cuối đường. Thì nó bên phải đúng không? Vâng. Cho tới là gì? Giới từ cho tới thì có biết là cho tới. Thiêu với ăn thiêu ấy.
Em không biết từ đó. Sao lại không biết được? Em thực ra trước đây em học là liên từ thôi, còn nó là giới nữa. Chiêu này, chiêu này, ăn tới. À, chiêu này hả? Chiêu ăn chiêu. Chiêu. Không chắc. Tới. Quên á. Chiêu ăn chiêu. Cho tới cuối cái gì nè, có biết là từ gì nào không? Cuối là end. End up cái gì đấy? Cuối end. End up the road à? Go along high streets, then go. Đâu, cho tới cuối đường luôn, rộng danh luôn. Then along high streets. Go along high streets thì còn then gì đấy nữa? Go along high streets till end of the road. The end of the road. The end of the road. Go along high street till the end of the road is the right. Lần nữa nào. Go along high street till the end of the road is on the right. Okay. Rồi mình đang ở đây. Could you tell me how to get to the hospital? Đi đến bệnh viện. Tiếng Anh luôn nhá. Em đang nhìn đường. Cái đoạn này có đi băng qua cái chỗ được. Công viên nào? Được. Vẫn được luôn. Go. Đi qua ngã tư thứ nhất. Go. Đi qua. Go past the first intersection. Then go through the park. After that, go past the second intersection. It on the right. Again. Go past the first intersection. Then go through the park. After that, go past the second intersection. It's on the right. Okay. So we are here. Could you tell me how to get to the sports center? Sports center. Turn back. Cái gì? Quay lại em. Lại đúng không anh? Nó đang đi về hướng bookshop mà. Con chó này nó đang kéo. À con chó này. Em không nhìn ra nó là con chó luôn đấy. Em có tưởng ông đang kéo cái gì đấy đi. Chắc là đi quét đường. Đoạn này thì nói nào ta? Ông đang ở đường này mà. Rẽ trái à? Không phải. Đi về phía trước à? Anh không biết, cứ nói tiếng Anh anh nghe thôi. Tự nghĩ. Không, nhưng tiếng Việt em không đúng thì làm sao em nói tiếng Anh đúng được. Chỗ thì chỉ đường thôi mà, có cái gì đâu mà phức tạp quá vậy. Cứ nghĩ đi xem cái đường của em như nào. Đi qua khách sạn. Turn left. Turn left. Turn left at Garden Road. Từ từ, đang nghe hơi khó hiểu đấy. Turn left at Garden Road là rẽ vào đây à? Không, đây. Biết là đi cái lối này thì nó phải rẽ trái. Nó đi sang về phía tay trái thì nó mới ra được Garden Road. Chứ nếu không nó đi thẳng, nó đi qua hotel à? Em nhìn thấy đường vạch qua đường không? Nghĩa đang đi về hè của những cái phía trước, những tòa nhà này này. À, thế là cái nóc nhà nó bị che cái đường, phải kẻ đường thôi đúng không anh? Ồ, nên là phải kẻ đường, nó phải kẻ đường này, nó phải có đường chứ. Không phải đâu nhá, thường thường là cái vạch kẻ đường nó vẫn đến chỗ đấy, vẫn là cái tòa nhà đấy. Xong nó phải đi ra mấy con đường khác đấy. Ừ, thì những trường hợp này nó sẽ có vỉa hè. Anh ơi, nếu cái trường hợp, anh ơi,
Nếu cái trường hợp cái đường này nó không xuyên thẳng qua cái chỗ hotel đấy thì em sẽ chỉ như thế nào? Đi bộ thì nó phải có vỉa hè chứ, lại có trường hợp không có vỉa hè thì đi bộ giống lòng đường. Không anh ơi, anh nhầm rồi. Ở Hà Nội cái vạch kẻ đường nó không xuyên như thế đâu. Ví dụ như nó vạch kẻ cứ bỏ nó đi dọc đường Garden Road, nó đi lòng đường cái vỉa hè thì mặc kệ nó. Mày cứ đi dọc đường Garden Road. Em nhìn rõ ràng cái nóc nhà không theo. Thôi mày trèo lên nóc khách sạn đi. Em mới đang thắc mắc. Đu dây từ nóc khách sạn sang Sports Center như người rơi cũng được. Phim hành động luôn. Cross the road. Thôi chỉ dễ đi nhất đi, qua đường làm gì. Qua đến mấy cái phố này mới đến nơi. Chỉ đường cho nó tự hình dung nó phải đi như nào thôi. Cái này không phải chỉ go along the go along Garden Road. Then turn right at Green Street. Is on the left. Is on the left, đúng rồi. Lần nữa nào. Could you tell me how to get to the sports center? Go along Garden Road. Then turn right at Green Street. It's on the left. Now, I am in the car. Could you tell me how to get to the bookshop? To the hotel. To the hotel. I'm in the car. I'm in the red car. Could you tell me how to get to the hotel? The easiest way. Go along River Road till the end of the road. It's on the left. Chỉ cho anh cách nè. Đây có ba ngã tư đúng không? Đi vào 1, 2. Đi có ba ngã tư thì nó bên trái. Đi qua ba ngã tư. Go past. Đi qua ba ngã tư. Go past to the three intersection. It's on the left. Go past to rồi này, through rồi này, cái gì đấy? Go past to. Sao lại to three chứ? Không, tu ấy, từ tu ấy ạ. Tới á? Go vâng. Path là dưới rồi, còn tu đấy làm gì? Go path. Chỉ cần là go path three intersection. Path là dưới mà. Go path three intersection. It's on the left. Ok. Xem nào, còn ở đâu đó ông ta? Rồi bây giờ anh sẽ nói bằng tiếng Anh, nghe xem anh đang đi đâu nhá. Vâng. Đầu tiên mình đang ở mũi tên đỏ này đi. Go straight, turn right at Garden Road, then turn left at Green Street. It's on Market Street. It's in front of beauty. Oh no. Again, first go straight, then turn right at Garden Road. Turn left at Green Street. Go past the intersection. It's on the left. Cinema. Ái chà, kinh ghê. Được đấy. Gì? Đấy. Rồi. Từ đây. Go past three intersection. It's on the left. 1, 2, 3. Sports Center. Ok. Từ đây. Từ đây nha, từ cái startup nha. Go past go along High Street, turn left at River Road, go past two intersection, it's on the right. School. Nghe lại nhá. Go along High Street, turn left at River Road,
Go past two intersection. It's on qua the right. Qua hai ngã tư. Đi qua ngã tư 1 2. Hai cái ngã tư. Cái chỗ park chứ không tính là ngã tư anh. Có tính đấy. Đó là. Thế thì một cái ngã tư là chỗ River Road nhá. Một cái ngã tư chỗ cái ông đưa thư nhá. Là hai đường gì, nó ở phía bên tay phải đúng không anh? Ừ, thế nó là cái gì? Tí. Đi qua hai ngã tư. Xong rồi nó bên phía tay phải nó chính là cái trường học gì anh? Trường học nó ở đây cơ mà. Đúng rồi, bên phía tay phải đấy. Nghe được nữa nè. Đây nha, em nghe như này nha. Em nghe đến chỗ nào rồi? Đến chỗ hai ngã tư rồi đúng không? Đường hai chuyết, sau đấy rẽ trái River Road, đi qua hai ngã tư, là ngã tư thứ nhất là cái chỗ đang rất con chó. Ngã tư thứ hai là chỗ ông đưa thư này. Nó đi qua, là nó phải xuống đây chứ không phải nó đi vào đây. Nên nó rẽ rồi, đi qua. Đi qua, đi qua hai ngã tư nhỉ? Nó bên phải đây. Xuống đây. Dưới này là gì, ngã tư nào anh? Một, hai. Đây là một, hai. Nó bên phía tay trái. Bên phải. Bên phải, bookshop. Được chưa? Rồi ạ. Rồi, tiếp theo. Một câu nữa thôi. Đang ở đây này. Vâng. Thách. Nào. Go to the park. Go through. First, go through the park. Then. Go through the park. Okay. First, go through the park, then go to Garden Road. It's on the right. Go to Garden Road. It's on the right. Post office. Ok. Đường này hơi dễ. Chìm cái đường nào đấy nữa. Khó tí xem nào. Ok. Đây. Lên ô tô rồi. Go along River Road. Until the third intersection, turn left at Garden Road, turn right at River Road, it's on the right. Có mấy câu đánh lạc hướng tí, không biết có theo kịp được không? Turn left, rẽ trái ở Garden Road, xong lại rẽ phải ở River Road làm sao được anh? Đây, rẽ trái đây, vào gần rốt đây đúng không? Vâng, anh là cái xe màu đỏ mà. Anh xe màu đỏ. Thế chả rẽ trái và gần rốt đây còn gì nữa? Vâng, xong lại rẽ phải River Road làm sao được? Phải Green, nhỉ, River Road, sorry. Anh đọc sai. Oh, I'm sorry, I'm wrong. Thế em đừng có biết đi cái lối nào ra Hà Nội đây. Ok, thì là turn right at Green Street, it's on the right. School. Rồi, ok. Bây giờ áp dụng cái xong bài chỉ đường này, bây giờ áp dụng cái kiến thức hôm trước anh chỉ về viết câu rồi viết cho anh bài mới xem nào. Bài mới này là bài gì? Movie đúng không? Vâng. Rồi. Bây giờ đỡ tốn thời gian để áp dụng viết câu nhá. Viết luôn cái bài đi. Thử xem trong 5 phút có xong không, mất cả buổi sáng kinh quá. Ôi, viết luôn anh. Viết đi. Anh nhặt từ ra cho em, cho em viết, rồi em sẽ học luôn cái cách viết đi. Bài này phải bài movie đúng không? Vâng. Đấy. Nhặt luôn cái từ movie ra đầu tiên đi. Đi xem phim, đặt cho anh câu có từ đi xem phim. Cứ đặt hết ra đi, xong tí ghép lại. Tiếng Việt trước đi. Hôm nay tôi đi xem phim. Còn thế thôi à? Đi xem phim với ai không chứ đi xem phim một mình à? Tôi đi xem phim với bạn của tôi. Với bạn tôi. Ok. Rồi. Anh kéo lên xem nào. Rồi chọn cho anh từ actor này đi. Hoặc là actress, một trong hai từ này.
đặt câu của từ diễn viên. Actor đi anh. Em cứ đặt đi tí anh, mình sẽ đọc xong mình sắp xếp xong. Bộ phim có diễn viên nam mà tôi thích. Ừ, được. Em thích xem phim gì? Em á, em thích xem phim hành động. À, action movie đây. Đặt câu từ action movie. Tôi thích xem phim, đó là một bộ phim hành động. Ừ, ok, đó là một bộ phim hành động. Cái đặt công tiếp theo đây nhé, tí tự sắp xếp lại sau này. Vâng. Đó là một bộ phim hành động. Ok. Rồi, nào, đặt trước đi, có đặt trước vé không? Có. Ừ. Cho bạn mình đặt cũng được. Bạn từ đặt trước này thì sẽ xem, thế nên mình sẽ phải có từ trailer nữa, xem trailer xong đặt vé là hợp lý đúng không? Ở nhà xem trailer sẵn đi. Cái trailer đâu nhỉ? Đây này. Trailer với book có thể ghép vào với nhau thành một câu được. Chỗ nào mà sắp được thì sắp luôn đi. Sau khi xem trailer, tôi đã đặt vé luôn. Mà cho vào đâu hay cứ cho ông đây nhé. Cho xuống rồi. Sau khi xem trailer, xem phim đoạn giới thiệu. Tôi đã quyết định đặt vé luôn, đặt vé ngay. Đặt vé luôn, ok. Luôn. À, bỏng ngô đi. Bỏng ngô với lại nước ngọt thì thường sẽ mua luôn cặp với nhau nên có popcorn với soft drink nhé. Đây này. Ừ. Soft drink là C nhé, popcorn là U nhé. Vâng. Cho bạn ừ. Nó làm gì chứ. Thôi mình đặt vé để cho bạn mua bỏng ngô với nước ngọt được không? Bạn tôi đến trước để mua bỏng ngô và nước ngọt. Ok, cũng được. Bạn trước mua bỏng ngô và nước ngọt. Ngồi xuống này. Hàng ghế. Ngồi xuống. Ngồi xuống có thể kết hợp từ hàng ghế luôn, có từ row ấy em. Ngồi hàng ghế nào chẳng hạn, đâu từ row ấy. Chúng tôi ngồi ở hàng ghế giữa. Đây row này. Dạ phim. Ngồi ở hàng ghế giữa. Giữa dạp. Lưu ý anh lưu ý nhé, cái từ dạp này là không phải là cinema đâu nhé. Cái cinema ví dụ như là CGV nó sẽ là cinema nhé. Đó, nhưng trong cinema sẽ có cái phòng chiếu đúng không? Vâng. Cái phòng chiếu đấy sẽ là theater. Đây là tiếng Mỹ và đây là tiếng Anh thôi. Bỏ tiếng Anh đi lại lẫn. Cái đấy người ta gọi là theater nhé, các cái phòng chiếu. Mình người Việt Nam mình gọi là dạp nhưng mà nó là cái phòng chiếu chứ không phải là cái dạp đâu nhé. Cả cái CGV mới là một cái cinema. Còn các cái ví dụ 12, 13, các phòng 12, 13, 14 ấy, đấy là các theater. Vâng. Phòng chiếu. Rồi, tiếp theo. Đặt cái poster này đi. Affix quảng cáo. Và xem movie này, xem phim rồi. Từ poster trước đi. Để trong rạp là bao giờ nó cũng có các cái poster đúng không? Thì xem poster lúc trong lúc chờ bạn hoặc gì đấy. Anh muốn đặt từ poster thì tự nghĩ ra một câu đặt cho anh xem nó hợp lý với cái chuyện. Chúng tôi chụp ảnh cùng affix quảng cáo. À, trước cái affix quảng cáo. Trước. Cáo. À. 2467. Xem phim thì xem phim bắt buộc phải có rồi. Chúng tôi xem phim cùng nhau. Không hay câu gì cho cậu. Kém nội dung. Xem phim. Xem phim, xem phim.
xem phim khó phết nhỉ, tự nhiên nghĩ kỹ ra khó. Thế sau khi ra vào rạp thì à thế à... rồi đi xem phim với bạn tôi là có rồi còn gì anh. À, ừ nhỉ, không, nhưng đấy là đi xem phim, đấy là go to the movie. Còn đây là xem phim ở trong rạp ấy. Đi ở movie. Đi ở movie. Rồi thì anh cho, ví dụ khi đèn tắt thì chúng tôi bắt đầu xem phim chẳng hạn. Tôi... Khi đèn tắt à? Khi đèn không, tắt thì... Em nghĩ trong câu gì đặt ý. Tôi... À em định là tôi thích xem phim. Mà thôi đấy chẳng là hay. Được, sau khi đấy... được, có thể kết hợp với sở thích của mình và của bạn mình. Ờ, em thích xem phim gì, còn bạn thích xem phim gì thì cuối cùng là chọn bộ phim gì cũng được. Cho vào trước câu này thì cũng hợp lý này. Ê, tùy nhé, gợi ý thế thôi. Tôi thích xem phim. Tôi thích xem phim hành động. Bạn tôi thích xem phim kinh dị. Hay là cho vào đổi thành câu này hả? Hay là như nào? Đó là một bộ phim hành động. Vâng, đổi đi anh ạ. Thì nó có cả hành động cả xem. Cái này thường là tôi thích xem thôi nhé. À, tôi thích phim gì thôi nhé, chứ không thích xem đâu. Thích phim gì, còn xem phim này nó là cái hành động trong rạp thôi. Không phải tùy em được. Tùy em muốn đặt nào. Đặt lại bị hướng ép theo cái lối nghĩ của anh. Sau này nó khó thành cái lối nghĩ của em. Rồi đặt đi. Tôi thích xem phim hành động hả? Tôi khá thích xem phim. Ngày hôm nay tôi đi xem phim bạn tôi. Không ơi, anh bây giờ cứ đặt đi, còn việc sắp thì anh sẽ để cho em sắp sau, tự sắp sau. Em tự xếp xem tự ý nào thì hợp lý thì sắp. Dịch xong tiếng Anh. Tôi thích xem phim. À không, thôi thì sau khi... À, không, cũng không phải, sau khi chiếu trailer cũng không phải. Sau khi đèn tắt chúng tôi bắt đầu xem phim, đúng không anh? Ừ, thôi được rồi. À, có câu khác để xem, có câu khác xem phim không nào. Màn hình có từ màn hình kìa. Ờ, từ màn hình đi. Màn hình ở bên dưới á. Màn hình, đó, screen này. Màn hình. Tháo nào là được xem phim với màn hình kết hợp với nhau này. À đây. Chúng tôi xem phim trên một màn hình rất rộng đúng không? Được đấy, đúng không? Chúng tôi xem phim. Hoặc là bộ phim được chiếu trên một màn hình rất rộng. Cái gì lại? Cái từ xem phim. Ờ, được rồi. Thế thì mọi người đi, thì chúng tôi thấy hơi nhiều. Mọi người xem phim trên một phim trên một màn hình rộng. Rất rộng. Rồi. Xem còn từ gì nữa không? Từ vé, lấy vé, quay bán vé. Vé rồi, đặt vé có cần vé có lấy không? Có quầy bán vé không cần, không cần đâu. Ok. Phát hành nè, từ này cũng hay nè. Có phim hành động xong đặt luôn vào câu nữa sau chỗ này nè. Phim hành động mới phát hành. Nếu mà mới phát hành thì em sẽ phải dùng câu mệnh đề tính ngữ đấy nhá. Tức là nó vừa mới được phát hành, được, bị động ấy. Có đặt được không? Đó một phim hành động vừa mới được phát hành. Một bộ phim hành động mà vừa được phát hành đúng không? Ờ, mà vừa được phát hành. Anh cứ đặt vừa được phát hành nhé, còn em thì tự thêm mà vào nhé. Vừa được cái nhé, vừa này là chuyên dùng của hoàn thành nhé. Ví dụ nhé, cô vừa mới đến sẽ là she has just come. Vâng. Họ vừa mới đi là they have just got just left chẳng hạn. Ở đây nhé, nó vừa được phát hành nhé. Tức đầu tiên là cái bộ phim mới được phát hành nhé. Vâng. Đó được phát hành là bị động đúng không? Vâng. The movie is released rồi đó nha. Đó. Bây giờ em phải biến cái này thành hoàn thành, tức là vừa mới được phát hành. Thì em phải nhớ là bị động của nó có phải là dạng be cộng P2 đúng không? Vâng. Để hoàn thành của nó thì nhớ nó là cái gì đó không? Hoàn thành. Hoàn thành và bị động cơ. Bây giờ ghép vào nhá. Là have P2 là chủ động đúng không? Là bị được. Là đã đúng không? Have been P2. Đã làm gì này? Cái này là bị được đúng không? Bị được làm gì này? Thế bây giờ chuyển sang đã bị được.
Have been P2. Đúng rồi, have been P2 thì sẽ là have just, bây giờ phải thêm just này, been P2. Been released. Đó, thì bây giờ sẽ là bộ the movie này. The movie has just been released. Và em vào đây sẽ dùng từ which, đâu là bộ phim vừa mới được phát hành. Là which has been released nhé. Vâng. Không, nếu không thì tách câu hai câu này ra với nhau. Tôi đón một phim hành động chấm bộ phim đó được phát hành, vừa mới được phát hành, thì nó sẽ ngắn hơn, với câu này mệnh đề của nó khá dài đấy nhé. Vâng. Tùy em chọn. Ok. Tiếp này. Dùng từ excellent đi, từ này hay từ sai này. Từ thú vị cũng được, excellent, exciting, boring, terrible, tôi chọn một từ. Ở đây sẽ có từ content. Content có không nhỉ? Nội dung có. Rồi. Nội dung hoặc nhân vật, nhận xét đi, dùng từ excellent hoặc là từ mấy cái từ này nhận xét này. Nội dung bộ phim. Rất thú vị. Rất thú vị. Đâu? Hay thế rồi. Diễn viên chính. Diễn viên thì có từ rồi, em có thể dùng các nhân vật cũng được. Nếu mà dùng được nhân vật được thì hay. Tạo hình nhân vật à? À, bộ phim, cái bộ phim rất xuất sắc đi. Phim rất xuất sắc. Với những diễn viên thú vị đi, à với những nhân vật thú vị đi. Nhân vật thú vị. Quýt thêm dấu mũ xanh. 2, 4, 6, 8, 9. Câu khá dài, 9 cộng được. Còn em có thêm câu gì thì thêm. Xem còn thêm từ không. Gì không. Em quyết định dừng. Rồi bây giờ em cứ gửi bài này, em tự sắp xếp lại và dịch nhé. Vâng. Đấy, làm này nó sẽ nhanh. Ok, rồi thì nghỉ ở đây nhá. Vâng, em chào. Em hôm sau 2 bài, em viết 2 bài nhá. Thật nhanh thế.